xem mình bắt thế luôn rồi đấy. Đấy, rất là to luôn này. Cá rô đồng luôn, nổi lên luôn. Cá rô phi thì rất là to rồi. Đây, cá lóc đây. Đó. Bây giờ thì mình sẽ rửa tay ạ. Chỗ này đang ở giữa cánh đồng này. Đây là cái mẫu máy 8 phét. Mà mọi lần thì mình cũng đi thử thực tế cho mọi người xem, nhưng mình toàn khoác cái máy 6 phét thôi. Máy 6 phét của mình làm, và cái thế hệ đấy cũ mình không còn bán nữa. Bây giờ mình thay cái máy 8 phét từ lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn đi thử cái máy 6 phét là vì mình lười thay máy thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là máy của mình vẫn thiết kế. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Ở đằng sau của máy thì nó vẫn giữ nguyên thiết kế như vậy, và cái biểu tượng hình con cá này luôn đi theo mình từ một số cái đời máy rồi. Đây, hai cái nút màu